công bố tài sản khủng bị thu giữ của cựu bí thư Bến Tre. Trong cáo trạng vụ án Xuyên Việt Oi, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến năm 2021, cựu bí thư Lê Đức Thọ đã hai lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên Xuyên Việt Oi, Mai Thị Hồng Hạnh. Bên cạnh đó, bị can này cũng từng nhận nhiều quà từ nữ giám đốc Xuyên Việt Oi lên tới hơn 22,1 tỷ đồng. Theo đó, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ một bộ gậy gôn trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD, tương đương hơn 9,8 tỷ đồng, một sễ hộp Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng, đã bao gồm các chi phí để lăn bánh. Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thu giữ, tạm giữ nhiều đồ vật của ông Lê Đức Thọ, như một ô tô Mercedes, 3 bộ gậy gôn hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm trên thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, 9 điện thoại di động. Cơ quan điều tra còn thu giữ 13 đồng hồ của cựu bí thư Bến Tre gồm các hãng Patek Philippe, Tissot, Speedmarine, Brigitte, Blancpain, 3 chiếc đồng hồ để bàn, có một chiếc hiệu Patek Philippe. Ngoài ra, Công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%. Đại học Ngoại thương xác nhận Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học. Những tranh cãi xoay quanh học vấn của Hoa hậu Kỳ Duyên đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Thời gian qua, một số nguồn tin cho rằng Kỳ Duyên vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tuy nhiên phía nhà trường lẫn bản thân Hoa hậu chưa từng lên tiếng chính thức. Được biết, thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014, Kỳ Duyên là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đầu năm 2016, cô thông báo chuyển sang học tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện phát triển sự nghiệp. Trao đổi với phóng viên Dân trí vào trưa ngày 19 tháng 9, đại diện ban lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đã có phản hồi chính thức về thông tin này. Theo quy chế đào tạo, sau khi kết thúc thời gian đào tạo tối đa cho phép với mỗi khóa hay chương trình học, nếu sinh viên, học viên không tích lũy đủ số tín chỉ hoặc không đủ điều kiện tốt nghiệp thì sẽ không được xét và không được công nhận tốt nghiệp. Sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên thuộc trường hợp này và quan điểm của trường Đại học Ngoại thương là tôn trọng sự lựa chọn của người học, do đó nhà trường không có bình luận gì thêm về việc sinh viên Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp đại học. Trước đó, khi phóng viên Dân trí đề cập đến chuyện bằng cấp, Hoa hậu Kỳ Duyên từ chối chia sẻ. Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền về việc người đẹp sinh năm 1996 chưa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Trên các hội nhóm bàn luận về sắc đẹp, nhiều tranh luận nổ ra về vấn đề bằng cấp của Kỳ Duyên. Nhiều ý kiến nhận xét, việc Kỳ Duyên chưa có bằng đại học ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả dự thi Miss Universe 2024 của cô. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng việc tốt nghiệp đại học không tác động nhiều đến kết quả. Thực tế, quy định thí sinh dự thi nhan sắc chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là đủ. YouTube bắt tay Shopee ra mắt YouTube Shopping, cạnh tranh trực tiếp với TikTok Shop. Theo Reuters, lãnh đạo của công ty thông tin báo chí ngày 18 tháng 9 rằng sẽ mở rộng dịch vụ sang Thái Lan và Việt Nam trong vài tuần nữa. YouTube Shopping hiện đã hoạt động tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Giám đốc YouTube châu Á-Thái Bình Dương cho biết tại Jakarta, sự phát triển mạnh mẽ và tốc độ mua sắm trực tuyến của Indonesia chính là động lực thúc đẩy việc ra mắt. Với YouTube Shopping, Alphabet và Shopee sẽ cạnh tranh với TikTok. Ứng dụng video thuộc sở hữu của ByteDance hiện đang mở rộng quy mô tại khu vực này sau khi nắm quyền kiểm soát Tokopedia, nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Indonesia. Khi được hỏi về quy mô quan hệ đối tác với Shopee, giám đốc YouTube châu Á-Thái Bình Dương cho biết, lần hợp tác này là rất lớn nhưng từ chối đưa ra con số cụ thể. Ông cho biết dịch vụ này sẽ được mở rộng cho các đối tác khác ngoài Shopee theo từng giai đoạn. Đầu tháng 9 năm 2024, YouTube đã giới thiệu tính năng Shopping on YouTube, bán hàng trên YouTube tại Việt Nam, cho phép người sáng tạo nội dung liên kết sản phẩm từ Shopee trực tiếp vào video của họ. Đây là một động thái nhằm tận dụng lượng người dùng khổng lồ của YouTube để thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến. Tính năng này hoạt động tương tự như gắn giỏ hàng của TikTok Shop, nhưng chỉ chấp nhận sản phẩm từ Shopee. Điều này cho thấy YouTube đang cố gắng bắt kịp xu hướng tích hợp thương mại điện tử vào nền tảng video ngắn, vốn đã được TikTok tiên phong. Khi áp dụng tính năng này, người dùng sẽ được hiển thị sản phẩm trực quan và thuận tiện hơn so với cách gắn link trong phần mô tả của video. Bên cạnh đó, trang kênh của họ cũng sẽ có thêm một cửa hàng giúp người xem dễ dàng tìm kiếm tất cả sản phẩm được quảng bá. Nhật Bản, số lượng người trên 100 tuổi đạt 95.000, đa phần là phụ nữ. Số người Nhật Bản từ 100 tuổi trở lên đã đạt mức kỷ lục với hơn 95.000 người, gần 90% trong số họ là phụ nữ, dữ liệu của chính phủ Nhật Bản hôm 17 tháng 9 cho thấy. Số liệu này càng làm nổi bật cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ầm ĩ đang kìm hãm nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới trong bối cảnh dân số già hóa và giảm sút.
Tính đến ngày 1 tháng 9, Nhật Bản có 95.119 người sống trên 100 tuổi, tăng 2.980 người so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 83.958 người trên 100 tuổi là phụ nữ và 11.161 là nam giới, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. Vào ngày 15 tháng 9, một dữ liệu khác của chính phủ Nhật Bản cho thấy số người trên 65 tuổi đã đạt mức cao kỷ lục là 36,25 triệu người, chiếm 29,3% dân số Nhật Bản. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết tỷ lệ dân số trên 100 tuổi cao này đưa Nhật Bản lên đầu danh sách 200 quốc gia và khu vực có dân số trên 100.000 người. Nhật Bản là quê hương của người sống thọ nhất thế giới, Tomiko Itooka, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1908 và hiện đã 116 tuổi, theo nhóm nghiên cứu lão khoa có trụ sở tại Mỹ. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, cụ bà Itooka hiện đang sống tại một viện dưỡng lão ở Ashiya, thuộc tỉnh Hyogo, miền Tây nước này. Bà thường nói cảm ơn với các nhân viên viện dưỡng lão và bày tỏ nỗi nhớ quê hương. Cuối tháng 9 năm 2024, bà con giáp thoát nghèo thành công, vận may kéo đến, thu nhập tăng gấp bội. Tuổi Tý. Theo tử vi, cuối tháng 9 năm 2024, Tý được nữ thần may mắn ưu ái ôm chặt, giúp tài lộc của bạn vô cùng dồi dào. Cái nhìn sâu sắc cực kỳ sâu sắc của bạn có thể nắm bắt chính xác mọi cơ hội xung quanh. Trong công việc, Tý sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ những quý nhân giúp cho sự nghiệp thăng hoa, thu nhập tăng gấp đôi. Tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ nhiều đam mê, nhiệt huyết và luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Tử vi cuối tháng 9 dự đoán, vận mệnh của bạn sẽ như ngựa phi nước đại. Về mặt tài chính, người tuổi Ngọ có thể có thêm thu nhập thông qua các công việc bán thời gian, công việc phụ hoặc những khoản thưởng bất ngờ. Thu nhập tăng đáng kể giúp Ngọ thoát nghèo thành công. Tuổi Thân. Người tuổi Thân thông minh, hài hước lại linh hoạt. Cuối tháng 9 năm nay, vận mệnh của bạn được dự đoán sẽ thay đổi trong nhiều mặt. Về sự nghiệp, người tuổi Thân phát huy tối đa trí tuệ và khả năng sáng tạo của mình, đề xuất những ý tưởng và giải pháp mới lạ, đồng thời giành được sự công nhận của lãnh đạo và đồng nghiệp. Với việc thu nhập tăng gấp đôi, Thân đã thoát nghèo thành công và hướng tới một cuộc sống thịnh vượng.